Rồi thôi. Bữa nó gặp cất á, nó mê cất, nó kêu nuôi nuôi con đi chú. Rồi. Sao con có thương, con có thích cô này không? Chứ ghé hát cô nhạc trừ chị cũng đi. Hả? Ghé hát cô nhạc chị cũng đi. Về luôn ha. À, lấy con này về luôn đi. Lấy con này về luôn hả? Hả? Nhà có cô này yêu muốn ngủ với cô này. Trời ơi, muốn về nhà với cô này luôn, muốn ngủ với cô này luôn. Trời ơi. Không, tự nhiên con cu mà đưa người ta cắt trời. Cái này là giống giống từng nét luôn á. Nè, con nói nè, mai mốt là không vui lắm, nói cái này khỏi đi thử ADN. Khỏi. Đừng 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 cắt mặt sao vậy? Cắt mặt để răng đẹp. Giống cắt mặt để quá. Răng đẹp là đúng không? Nói ví dụ mà đi thử ADN nó vẫn giỡn á, nói đem ra hình, mấy bà chị nó đem ra hình đi thử ADN đi, bác sĩ đuổi về. Mấy bác sĩ đuổi về luôn. Có đưa cô vô người ta cắt nghe chưa? À hôn cô gì đi. Cô đó đẹp gái đó. Ờ hôn đi, hôn đi. Đó, wow. Cô ẩm con đi lên mẹ nha. Đức Tài á, Đức Tài á. Đi lên mẹ không? Không. Sao vậy? Sao vậy? Con ở đây chơi với ơi, ơi, hồi kêu mẹ bỏ đi rồi đi luôn tay, đó. Tay, tay, tay lần lần. Rồi, con gỡ khẩu trang cô Di, con hung má một cái. Hung đi. Rồi. Hung tiếp. Cô này đẹp gái nhất lầu của cô Loan đó. Dạ. À? Hung, hung cô một cái đi. Hung, hung đi. Cho chơi cái này. Rồi chơi tiếp. Mở khẩu trang ra. Khẩu trang ra hung một cái. Hung cô đó đó, hung cô đó đó, cô đó đó. Ờ, đó. Ok thôi.